Tiếp tục chương trình giám sát tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023 của tỉnh ủy, ngày 3 tháng 11, ông Đặng Văn Chính, Ủy viên Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát các mô hình kinh tế nông nghiệp tại xã Trung An và làm việc với huyện ủy Vũng Liêm. Đoàn đã khảo sát vùng nguyên liệu trồng dừa ta theo chuẩn organic với diện tích 38,54 hectare, có 93 hộ tham gia, giá bán cao hơn thị trường 10%. Đồng thời, khảo sát nông trại An Phước, nông trại đi đầu trong việc canh tác trên diện rộng, mô hình trồng tắc, tứ quý, không hạt, theo hướng hữu cơ với diện tích 6 hectare. Đây là hai mô hình được xã Trung An chọn làm điểm nhấn để nhân rộng trong thời gian tới. Theo báo cáo của huyện ủy Vũng Liêm, ước đến cuối năm 2023, huyện ủy thực hiện đạt và vượt 14 trên 16 chỉ tiêu nghị quyết, thu ngân sách đạt 101,4% và chi ngân sách đạt 140,8%. Sản xuất lúa, rau màu, cây lát, nấm rơm về diện tích, năng suất và sản lượng đều vượt nghị quyết, giá cả ổn định ở mức cao so cùng kỳ. Tuy nhiên, việc mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng cường liên kết sản xuất và huy động nguồn lực đầu tư sản xuất nông nghiệp, công tác quản lý chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa còn hạn chế, một số công trình còn gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Dịp này, huyện kiến nghị sớm triển khai thi công đê bao nước xoáy thuộc dự án đê bao sông Băng Thích giai đoạn 2, đẩy nhanh tiến độ các công trình đê bao đang thi công và quan tâm đầu tư nâng cấp, sửa chữa các công trình đê bao bức xúc phục vụ giao thông, thủy lợi, đẩy nhanh tiến độ thi công đường 902 đoạn qua xã Trung Thành Tây, Quế An, hỗ trợ kinh phí hoàn thành công nhận đô thị loại 4 vào năm 2024. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Văn Chính ghi nhận tất cả ý kiến đề xuất của huyện ủy Vũng Liêm, đồng thời lưu ý địa phương cần tính toán lại nguồn thu, cần xây dựng nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận để giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, khơi dậy ý chí quyết tâm của đảng bộ và tạo sự đồng thuận của lòng dân để huy động sức dân.